Xin chào anh chị em chú bác Quan Tâm Kênh Đi Qua Tuấn Hình nè. Hôm nay giới thiệu nhanh với anh chị em chú bác một cái ba cái cặp nha nè, ba cặp anh ba ha. Giá rất tốt luôn, bởi vì tình trạng nó ở mức bình thường, không có quá mới nè em ha. Tuy nhiên giá thì rất là xứng đáng để anh em có thể mua và lên tay chơi anh em ha. Ok, cặp đầu tiên là một cặp hai chiếc anh ba luôn anh em nha. Một chiếc size này size unisex anh em ha. Nam tay nhỏ, nữ tay lớn anh em ha, nhưng mà hợp với nữ ha. 3233 nha nè. Phần để mây dây này kia rất là mới luôn. Thực ra thì với giá này thì hai sợi dây cũng thừa tiền anh em ha. Cái máy anh ba đời này cũng là cái máy rất là xịn của Seiko anh em nha. Máy cái máy V301 anh em nha. Những cái máy này cũng khá đắt tiền này mà. Dây mới lắm, dây này kia rất là mới, đáy mới luôn ha. Nó cái mặt thì cái niềng vàng này anh em thấy là nó hơi sờ nhẹ nhẹ xíu anh em ha. Cho nên mình sale luôn anh em ha. Đó. Dây cực kỳ đẹp luôn. Dây rất là đẹp. Rồi lên tay anh em xem coi như tay ha. Dây dài thoải mái luôn ha. Mấy chị lên tay vẫn còn rất ok nha. Máy xịn của nhà Seiko. Dây đẹp ha. Mặt hơi sờn nhẹ xíu. Cái chiếc số 2 anh em ha. Dây cũng còn rất là ok luôn ha. Đó. Cái niềng thì nó hơi sờn anh em nha. Kính có xước anh em ha. Nó cũng chạy cái máy rất là ok luôn. Máy V301 luôn anh em nha. Rồi chiếc này thì size là size 25 anh em ha. Rồi cặp số 1 là giá 108 thôi nha nè. Nó cặp số 2 thì giá 106 thôi ha. Tất cả đây đều bao chạy hết, chỉ có chiếc này là không bao chạy thôi anh em nha. Một chiếc Anba Estate anh em ha. Rất là đẹp luôn, đặc biệt là cái dial bên trong cực đẹp luôn. Anba những cái form này lên tay rất là thanh lịch anh em ha. Tuy nhiên em thấy kính nó có một cái vết cắn ở đây nha nè. Anh em thấy có vết cắn ở đây nha. Dây thì chỗ này hơi xấu tí xíu thôi ha. Nói chung chiếc này độ mới ở mức bình thường anh em nha. Chiếc này nó chạy máy V701 cũng rất là xịn anh em ha. Tại vì 162 chiếc mà anh em ha. Với cái độ mới như vậy thì giá rất là tốt rồi nè. Lên tay cũng còn rất là ok so với tầm tiền anh em ha. Chiếc này thì size nam anh em nha. Size ngang tới 29 lận ha. Dọc thì tới 37 lận ha. Cái dial nó giống như giác vàng vậy, rất đẹp anh em nha. Còn chiếc này thì mình kèm theo thôi, bởi vì mình kéo ra mình chỉnh không có xoay kim được này, cốt nó hơi lắc lắc á. Mình kèm theo cho anh em ha, một chiếc nó mặt Mickey này cho mấy bé đeo đỡ cũng được ha. Có sờn nha, dây bên trong thì nó hơi rổ rổ ha. Nó cũng chạy máy là Y480 anh em ha, của nhà Seiko hết anh em nha. Rồi, cặp này chiếc này thì không bao chạy anh em nha. Cặp này trong 6 thôi. Anh ba Seiko mà giá giống nó còn rẻ hàng tàu anh em ha. Giới thiệu với anh em những chiếc giá rất là dễ chơi anh em nha. Cái cặp số 3 này là một cặp mà anh ba cũng khá là ok ha. Chiếc này size lớn, những cái mẫu này thì mình giới thiệu rất nhiều rồi. Size 35 luôn, đúng là 37 anh em nha. Cái càng nó dài lắm, càng tới 41 anh em ha. Dây zin luôn nha, dây zin luôn. Đáy xoáy, này là phiên bản thép đúc luôn anh em ha, tuyệt vời luôn. Chiếc này thì cái kính nó hơi, hơi 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 cũ một tí anh em nha. Anh em về đánh hoặc là thay kính anh em ha. Dây này cũng dây zin đó, dây zin đó, dây dài nha. Rồi chiếc số 3 này, cái này bấm không ăn nè. Để mình thay cho anh em sợi dây mới nha, sợi dây khác ha. Rồi, anh ba mình nhiều, mình thay cho anh em sợi dây khác nha. Thay dây đẹp như thế này luôn, vẫn là dây anh ba anh em nha. Cái kính hơi xấu cho nên mình sell, chứ không nếu không riêng chiếc này không là nó hơn cái tiền 320 rồi anh em ha. Đó, chiếc thứ hai là một chiếc con nữ, chiếc này còn rất là mới, trừ cái mặt kính nó hơi xước ra thôi anh em nha. Còn dây rồi khung vỏ rất là ok luôn. Cái đấy là plastic anh em nha, nhựa ha, rất là hay ha. Đó, dây mới nha. Này cái chị nữ lên còn quá đẹp, dây free size luôn ha. Cặp này giá 320 thôi. Mình sẽ thay cho anh em cái dây mới ha, dây anh ba mới hơn. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Anh chị em quan tâm số nào thì vui lòng xem kỹ cái mô tả của mình và liên hệ mình theo số điện thoại 0768632039 nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Xin chào anh chị em.